Annyeonghaseyo, các bạn có muốn khám phá lớp học của MIP không? Vậy thì hôm nay chúng ta cùng mở cánh cửa lớp học và tham gia một buổi thi giữa kỳ cùng các bạn sinh viên MIP nha. Đây là một trong những buổi kiểm tra thường kỳ của các sinh viên MIP để biết năng lực học tập của mình hiện tại. Buổi kiểm tra được MIP tổ chức ở hội trường lớn và hình thức giống như chúng mình đi thi tốt nghiệp vậy đó. Các thầy cô thường ngày ân còn bao nhiêu thì trong buổi thi giữa kỳ trở thành những giám thị nghiêm khắc bấy nhiêu. Bởi thế, chúng mình cảm nhận được không khí nghiêm túc của những buổi kiểm tra giữa kỳ để từ đó học tập và luôn có sự chuẩn bị tốt nhất. Thường ngày thì chúng mình được học ở các phòng học từ tầng 1 đến tầng 4 của tòa nhà văn phòng MIP. Các phòng học đều được set up theo tiêu chuẩn 5 sao với hệ thống điều hòa, bàn ghế hiện đại và thảm đỏ để tạo sự yên tĩnh và tập trung cao nhất cho chúng mình. Lúc mới đầu nhập học, bước chân trên thảm đỏ có lúc mình còn tưởng rằng mình được chào đón như một ngôi sao nữa đấy. Sau này tìm hiểu thì mới biết, MIP đã chú ý set up tòa văn phòng để chúng mình không chỉ có phòng học đẹp mà còn yên tĩnh. Thảm đi để chân ấm mùa đông, yên tĩnh mùa hè. Cửa sổ lớp học cũng phải hai lớp cách âm để đảm bảo sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. Ngoài lớp học, MIP cũng có khu vực khán phòng ấm áp để mỗi dịp các viện trưởng của các trường đại học Hàn Quốc về, chúng mình có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện giao lưu. Tại đây, tháng nào chúng mình cũng được gặp gỡ và giao lưu với các trường đại học lớn của Hàn Quốc. MIP gỡ đó là đặc quyền dành cho chúng mình. Cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ với chúng mình không khí nghiêm túc của một buổi kiểm tra giữa kỳ tại giảng đường của MIP. Chúc các bạn cũng chăm ngoan và luôn dành tình yêu sâu sắc đối với tiếng Hàn cũng như du học Hàn Quốc như chúng mình nha. 감사합니다.